Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là thử thách của Speak Only đây. Và ngày hôm nay đối thủ của mình không phải là thầy Joy nữa mà là thầy Duy. Chơi vẫn như cũ thôi, đó là Gentleman First. Ok. Giả bộ lắc vậy thôi chứ không có thay đổi. So holidays. So, who starts first? Lady first. Okay. Travel. Christmas. Independence Day. Women's Day. Teacher's Day. Vietnamese Women's Day. Children's Day. Valentine's Day. Reunification Day. Labor Day. Get away from it all. Wow. Sundays. Sunday is not holiday. It's holiday, man. Nope. We have a holiday on Sunday, right? We don't have to go to work. Okay, weekends. Okay, fine. Avoid the hustle and bustle of the city. Go traveling. Did you say that? I said. Oh, Larry. Travel around the world. Okay. Plane. Plane? Yep. Boat. Train. Car. Coach. Road trip. Okay. Two-way tickets. Backpackers. Package tour. Guided tour. Tour guide. Tourists. Visitors. Travelers. Travel agent. Backpack? Is that okay? Yeah. Okay. landscape. Holiday, so we talk about well. Cheap thrills. Does it count? No, but so okay, so I confess lost to Mark Thai. No, this is really lost because I didn't come up with any word. Yay! But actually cheap thrills is, you know, like you know the song Cheap Thrill? You know, it's like it is a thrill that you need no money as long as you like it. So that is called cheap thrill. You have fun without paying much. But yeah, I didn't have enough time. Khai lộc đầu năm, đi học lấy lộc liền tay. Speak Only ưu đãi 15-30% học phí các khóa học offline tại trung tâm lẫn online tại nhà, kèm cơn mưa quà tặng lên đến 6 triệu đồng. Theo dõi lịch khai giảng tại fanpage Speak Only học nói tiếng Anh hoặc liên hệ hotline 0963 000 104 để biết thêm chi tiết. Khi mặt trời chỉ vừa lên mình, ngồi vào bàn và phút giây trôi, nhìn lại đã muộn rồi. Ước gì có một cách vừa học vừa chơi, học mà chơi, học mà chơi mà học mà chơi mà học mà chơi.